học hoài không biết mất thời gian. Họp gì vậy? Bận quá, đừng có đi họp. Đi họp chi rồi ta? Chị hợp không? Họp không biết. Tình luôn. Nào cũng tới trễ, tới trễ, tới trễ. Dạ, em chào anh. Anh xin chào tụi em. Dạ. Sở dĩ hôm nay anh triệu tập tụi em tới đây là có một kế hoạch anh cần thông báo. Nhưng mà tin sốt báo cái gì? Càng ở đây nha. Kể từ giờ hôm nay các em sẽ tập luyện thể thao. Cái gì? Luyện tập thể thao hả? Cùng nhau luyện tập thể thao để cho sức khỏe dồi dào dẻo dai. Rồi có gì thì bà cứ báo cho tôi biết. Biết rồi, nhưng mà bây giờ không phải làm cách nào á để cho nó đậu chuẩn nhất cho tôi nữa. Rồi bà cứ yên tâm đi, lo lắng sao. Ừ, vậy thôi tôi về. Có gì thì tôi hỏi tâm, nghe không? Ừ. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Chắc nay trời mưa quá. Ủa, sao nói vậy? Tại có người tập thể dục buổi sáng. Trời đất ơi, ăn bận vậy á, tập thể dục ăn bận gì mà hở trên hở dưới nhìn thấy ghê vậy? Trời đất ơi, cái gì mà hở? Em nói cho anh nghe nha, mình phải tập á, mình mà tập thể dục mình phải mặc đồ như vậy đó. Chứ không lẽ tập thể dục mặc đồ bộ thể dục sao được. Nè, tập thể dục mình phải bận đồ kiểu này. Sáng sớm áo anh nhiều ý nghĩa lắm em. Sáng người ta gặp anh người ta phải suy nghĩ liền. Cái gì đấy? Em đọc đi. Em có thích anh không? Thí dụ anh bận cái áo này, anh đứng trước mặt của Na thì Na điền vô chỗ nào? Có là có chứ không, con gái nó không là có mà còn chứ có thể. Em đã cho anh cơ hội. Cái gì anh nói được hết trơn mà. Nè, em nói cho anh nghe nha, cởi cái áo này ra đốt đi. Sao vậy? Cho dù anh có mặc 100 cái áo giống như vậy nè, em cũng không có điền vô được chỗ nào hết. Có không? Có thể. Ba. Caron. Hả? Bộ kêu tên mới nghe hả? Ờ. Làm gì ngồi như trời trồng vậy? Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Áo xanh của tôi đâu? Ờ. Em để trong tủ mà. Trong tủ tại sao tôi tìm không thấy? Ừ, anh tìm lại đi. Tôi không tìm lại. Tí nữa bà tìm rồi bà đem ra cho tôi. Ờ. Sao mai mình mặc gì đi chợ? Nói nhảm gì vậy? Hả? Nói nhảm cái gì vậy?
Bà mặc cái gì? Bà định đi đâu? Ngồi xuống đây đi. Ngồi sao? Ngồi sao? Ngồi đi. Ngồi sao? Ngồi gì? Ngày mai á, em định đi thi hoa khôi á. Hả? Nói gì? Em đi thi hoa khôi, anh ủng hộ em nha. Ồ, nghe muốn lùng bùng lỗ tai luôn vậy. Sao hả? Không ủng hộ gì hết. Mà sao? Bà nghĩ làm sao bà để thi hoa khôi? Bà chỉ có thi kỳ khôi chứ thi hoa khôi gì. Nhìn lại mình đi, ba vòng bằng nhau đi thi cái gì? Thôi mệt quá. Mệt cái gì? Nói chuyện với bà mệt quá. Đi tìm cái áo cho tôi đi. Ờ... Hả? Rảnh, nằm dắt chân lên trán suy nghĩ. Tất cả những điều bà nói nãy giờ nó có hợp lý hay không? Na ơi! Na xong chưa Na? Đợi em chút xíu, sắp xong rồi. Cái gì mà hói dữ vậy? Đợi cái gì nữa? Em thì đợi được chứ là đợi hết được rồi nè. Trời ơi, em sắp xong mà ai là sắp không xong rồi đó. Na! Sắp rồi, xuống liền. Na! Gì vậy tụi bay? Gì mà ồn ào dữ vậy? Không, tại trời ơi, nó là chúa sàn đó. Bây giờ mày ngồi chờ đi, đừng có hối nữa. Nay chờ được chứ là em chờ thấm cũng được rồi. Tao biết mà. Trời ơi, mày còn lá gì nữa? 5 4 3 2 1 Bà bây giờ chỉ có cân bán thôi à. Chứ còn thi qua khôi qua khiếp cái gì. Tự nhiên kêu gắt chân lên chán. Ủa? Bà đi đâu giờ này mới về hả? Ôi, nhà bà Tám có chút chuyện. Có chút xíu chuyện thôi à. Bà đi tới giờ này nè. Đúng là... Đúng là gì? À không, vô nhà đi. Ờ. Ủa quên, đâu đi đâu ạ? Tôi ở nhà ông Năm coi đó anh. Trong nhà sao không coi? Mà nhắc hả? Bà hỏi gái rượu bà đó. Có cái tivi à, một hai dành với tôi, bà vô bà coi bà phân xử đi. Trời đất ơi, có cái tivi mà hai cha con làm thấy ghê không? Tôi nói thiệt nha, trong cái nhà này thấy cái gì tôi phân xử á, làm như tôi có ba đứa con của bằng á. Bà nói gì? Bà mới nói hai con bà. Tôi nói vậy đó là sao? Bà nói đúng rồi đó. Đi đi. Để đi. Về à. Đó, anh Hen thì xung cứ xem đi. Đây là những thí sinh thi hoa khôi của phường mình nè. Wow. Anh Tư nói đúng. Phường mình quá nhiều mỹ nhân. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Phường của tôi á, cái gì cũng thiếu. Chỉ có người đẹp là không có thiếu thôi. Ồ, cái này hay rồi nha. Ở trong mấy cô này thì cô nào nhất? Tôi ưng ý nhất là hai em. Một em tên là Ngọc Trân. À, đây nè. Em này là em Ngọc Trân. Còn em này là em Anna. Hai em nói về sắc đẹp phải nói là kẻ tám lạng, người tám trăm. Tám lạng với 800. Ừ, nó xem nhau sát luôn vậy đó. Oh. Anh nói tôi nôn nóng quá. Chắc phải coi kỹ hơn. Ồ, đúng rồi ha. Em thì vẻ đẹp ngây thơ. Em thì ánh mắt ngẩn ngơ hồn chàng. Không ngờ anh Sung tả về người đẹp bằng thơ nghe hay quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chi và cùng